Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh FBNC. Tôi là Nguyên Khang. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với phần tường thuật chứng khoán của chuyên viên môi giới Võ Thị Xuân Lan. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với những thông tin về thị trường trong nước và quốc tế. Bắt đầu cho phần điểm tin thị trường thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với một số thông tin ở trong nước. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa cho biết tính đến hết ngày 20 tháng 10 có 93 doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng hay IPO tại các sở giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán. Trong số này có 55 doanh nghiệp bán được hơn 90% tổng số cổ phần chào bán. Tuy nhiên, nếu tính chung cả 93 doanh nghiệp thì con số này chỉ tương đương 38%, tức là hơn 318 triệu cổ phần. Lý giải về tỷ lệ bán được thấp, Ủy ban chứng khoán cho biết một phần vì nguồn cung cổ phiếu tăng cao do đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước. Và một phần cũng do sức cầu của thị trường bị sụt giảm do ảnh hưởng từ những biến động kinh tế và thị trường tài chính quốc tế cũng như trong nước. Tiếp theo, xin được mời quý vị cùng đến với thông tin như sau. Công ty giống cây trồng Hải Dương vừa công bố sẽ bán đấu giá gần 2 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 27 tháng 11 tới. Số cổ phần này tương đương với 38,4% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, với giá khởi điểm là 10.100 đồng một cổ phiếu. Dự kiến vốn điều lệ cổ phần hóa là 51,6 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước tiếp tục nắm giữ 49% vốn điều lệ tương đương với 2,5 triệu cổ phiếu. Khoảng 314.000 cổ phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược, 690.000 cổ phiếu dành cho người lao động và gần 2 triệu cổ phiếu sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng. Công ty giống cây trồng Hải Dương là đơn vị chiếm hầu hết thị phần cung ứng giống cây trồng tại tỉnh Hải Dương. Trong giai đoạn từ năm 2012-2014, tổng doanh thu của công ty tăng trưởng từ 56 tỷ đồng lên mức 68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dao động từ 196 đến 226 triệu đồng. Trong 3 năm từ 2015 đến 2017, công ty ước doanh đạt được mức thu từ 51 đến 68 tỷ đồng với tỷ lệ chia cổ tức từ 0,5 đến 5,1%. Theo thông tin vừa được công bố thì cuối tuần vừa qua, công ty quản lý quỹ SSI gọi tắt là SSI AM đã mua vào hơn 1,25 triệu cổ phiếu của OBC của công ty dược phẩm OBC. Sau giao dịch này thì SSI AM đã trở thành cổ đông lớn của OBC với tỷ lệ nắm giữ cổ phần là 8,17%, tương đương với gần 1,7 triệu đơn vị cổ phiếu. Cùng thời gian đó, một trong những cổ đông lớn của OBC, quỹ đầu tư Round One Investment Company, đã thoái toàn bộ số cổ phiếu của mình đang nắm giữ tại OBC. Như vậy, cơ cấu cổ đông lớn của OBC đã có sự thay đổi như sau. Tổng công ty Dược Việt Nam vẫn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 14,08% cổ phần. Chứng khoán Sài Gòn giữ 7,7% cổ phần và SSI AM nắm giữ 8,17% cổ phần. Tổng công ty thiết bị điện GLEX với mã là GEX vừa được công bố kết quả hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm. Theo đó, mặc dù doanh thu thuần của GLEX trong quý 3 tăng mạnh đến 81%, nhưng lãi ròng của doanh nghiệp vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, lãi ròng của doanh nghiệp vẫn có mức tăng nhẹ 2 tỷ đồng, tương ứng với 297 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm nay thì GLEX đã tăng vốn thêm 150 tỷ đồng, từ mức 1.400 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp đã giảm từ mức 87,17% xuống còn 78,74%. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với thông tin về công ty PVI. Kính thưa quý vị, Hội đồng Quản trị công ty vừa thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, nhằm bổ sung vốn và gia tăng hiệu quả kinh doanh, PVI sẽ đăng ký bán toàn bộ gần 12 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá không thấp hơn giá mua bình quân. Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ quý 4 năm 2015. Báo cáo kết quả kinh doanh mới được công bố cho thấy doanh thu 9 tháng đầu năm của PVI đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 265 tỷ đồng, tăng lần lượt 40 và 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong xu thế giảm chung của thị trường thì cổ phiếu của PVI cũng giảm phiên lần thứ 3 liên tiếp kể từ đầu tuần này. Báo cáo kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí PVC cho thấy doanh thu quý 3 của công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm đến gần 70% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thì lũy kế 9 tháng đầu năm của PVC đạt hơn 2.900 tỷ đồng, giảm 13,18% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế trên 167 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tình hình kinh doanh của PVC trong quý 3 giảm tốc được giải thích là do kinh doanh tại các công ty con bị thua lỗ. Kính thưa quý vị, công ty cổ phần nhựa Tiền Phong mã chứng khoán là NTP vừa báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.
Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt trên 294 tỷ đồng, tăng gần 9,8% so với cùng kỳ. Doanh thu chính toán đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Tính riêng quý 3, NTB đạt doanh thu trên 910 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 94 tỷ đồng, tăng lần lượt là 25% và 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các khoản nợ của công ty cũng tăng cao. Tính đến thời điểm này, nợ phải trả là trên 1.400 tỷ đồng, tăng gần 29% so với đầu năm. Tập đoàn bất động sản Hà Đô với mã chứng khoán là HDG vừa công báo tài chính quý 3 2015 với doanh thu đạt trên 750 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của HDG đạt trên 995 tỷ đồng, tăng hơn 16%, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 103 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ. HDG cho biết lợi nhuận dự kiến của quý 4 đạt khoảng từ 40 đến 50 tỷ đồng. Dù vậy, công ty vẫn khó đạt mục tiêu kế hoạch năm 2015 đã được thông qua tại đại hội đồng là doanh thu 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 179,4 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với những thông tin quốc tế như sau. Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên giao dịch đêm qua ngày 18 tháng 11 do các nhà đầu tư phản ứng tích cực với biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed. Theo đó, các quan chức tin tưởng rằng khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là rất cao. Cuộc họp chính sách tháng 10 đã chỉ ra những bằng chứng quan trọng rằng nền kinh tế Mỹ về dài hạn cho phép Fed từ bỏ mức lãi suất thấp kỷ lục từ gần một thập kỷ qua. Kết phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng hơn 1,4% lên mức trên 17.700 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng hơn 1,6% lên mức hơn 2.000 điểm. Còn chỉ số Nasdaq tăng gần 1,8% lên mức trên 5.000 điểm. Mặc dù tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng các nhà đầu tư vẫn thiếu chắc chắn về mức tăng cũng như lộ trình tăng trong thời gian tới. Trong khi hiện tượng bán tháo vẫn chiếm ưu thế thì nhiều nhà đầu tư đang tính đến việc mua cổ phiếu vào. Theo các chuyên gia thì đây đã là thời điểm tốt để mua vào. Cổ phiếu của đại gia công nghệ Apple đã tăng 3,2% lên mức 117,29 đô la một cổ phiếu sau khi tập đoàn tài chính Goldman Sachs thêm công ty này vào danh sách nên mua. Goldman Sachs còn cho rằng nhiều khả năng giá cổ phiếu của Apple tăng đến 43% so với hiện tại. Apple cũng là yếu tố khiến cho cả ba chỉ số tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Cả 10 mã chứng khoán lớn nhất của S&P đều tăng điểm, trong đó ngành chăm sóc sức khỏe tăng 2%, còn ngành tài chính tăng 1,8%. Ở nhóm giảm điểm, cổ phiếu của Qualcomm và Target giảm sâu nhất trong chỉ số của S&P. Cổ phiếu của công ty bán dẫn Qualcomm giảm 9,4% sau khi một quan chức Hàn Quốc cho rằng công ty này đã vi phạm luật cạnh tranh. Cổ phiếu của Target giảm 4,3% sau khi công ty này cảnh báo không đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu như kỳ vọng trong năm tài chính này. Kính thưa quý vị, hãng điện tử Best Buy đang thực hiện một kế hoạch mà đây có thể là chiến lược mang lại doanh thu đáng kể cho hãng trong tương lai. Mảng hàng máy móc gia dụng đang phát triển nhanh nhất với 19 quý tăng trưởng liên tiếp. Tính đến hết năm tài chính vào ngày 1 tháng 8, mảng hàng gia dụng đóng góp 10% vào doanh thu nội địa của Best Buy. Chuyên gia dự đoán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Best Buy sẽ tăng 16%. Ngay sau khi phát hành báo cáo thu nhập, cổ phiếu của hãng đã tăng lên 2,05%. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán tại một số nước ở châu Âu đã hoạt động trở lại ngày hôm qua 18 tháng 11. Giữa lúc cảnh sát Pháp tăng cường truy quét những kẻ tình nghi khủng bố ở Paris, thị trường vì thế hoạt động trong tình trạng an ninh cao độ. Thị trường chứng khoán Pháp thì vẫn đóng cửa. Trong tâm lý lo lắng, các chỉ số chứng khoán đã giảm điểm nhưng trái phiếu lại tăng điểm. Chỉ số các mã blue chip của Eurozone là Eurostock đã giảm 0,8%, chỉ số DAX của Đức giảm 0,1%. Những nguyên nhân khiến nhà đầu tư lo lắng bên cạnh về vấn đề an ninh còn có thể kể đến sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc, một trong những thị trường lớn của châu Âu, hay sự trừng phạt kinh tế Nga đã dẫn đến việc đóng băng giao dịch thương mại tại nước này. Thêm vào đó, đồng đô la tăng giá cũng tác động không ít đến thị trường nguyên vật liệu. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán ở châu Á. Các thị trường chứng khoán này đều tràn ngập sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay 19 tháng 11 nhờ tác động tích cực từ thị trường Mỹ đêm hôm trước. Sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp hồi tháng 10 với những tín hiệu cho thấy nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19 tháng 11, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng hơn 1%, gần chạm mức 20.000 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và Shanghai của Trung Quốc đều tăng hơn 1,3%. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng điểm mạnh nhất với mức tăng trên 2%. Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ về dài hạn đã khiến các nhà đầu tư tin tưởng vào lần tăng lãi suất sắp tới, bất chấp về những vấn đề địa chính trị toàn cầu, giá nguyên liệu giảm hay sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, chỉ số Nikkei đóng cửa cao nhất kể từ 3 tháng qua sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên chính sách tiền tệ sau cuộc họp chính sách 2 ngày. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cũng vừa công bố báo cáo thương mại tháng 10, trong đó thặng dư thương mại đạt 111,5 tỷ yên, tương đương 902,5 triệu đô la. Cổ phiếu nhóm xuất khẩu gồm Toyota, Nissan, Honda, Toshiba và Fast Retailing đều tăng điểm. Công ty điện tử Sharp tăng mạnh nhất với 5%. Ở phía giảm điểm có công ty Internet và viễn thông SoftBank giảm hơn 1%. Nhóm hàng không gồm Japan Airlines và All Nippon Airways cũng giảm 1%. Thị trường chứng khoán Úc đóng cửa ở mức cao nhất kể từ gần 2 tuần qua, trong đó nhóm ngân hàng khai khoáng tăng mạnh theo đà tăng của Phú Wall đêm trước. Cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn nhất Úc tăng điểm, trong đó Ngân hàng Quốc gia Úc ghi nhận mức tăng hơn 3%. Nhóm khai khoáng tăng điểm bất chấp giá nguyên liệu giảm, cổ phiếu của South32 tăng 6% sau khi công ty tuyên bố đã trả được 50% nợ. Các công ty như Rio Tinto, Orica, Newcrest đều tăng mạnh. Tuy nhiên, đi ngược xu thế trên thì cổ phiếu của công ty luyện thép Atlas Iron giảm 4,17%. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Trung Quốc đều tăng điểm trong xu thế chung. Tại thị trường Hàn Quốc, các mã blue chip như Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor và đóng cửa đều tăng điểm, trong khi nhóm công nghệ gồm SK Hynix và LG Electronics đều tăng mạnh nhất với từ 2 đến 4%. Trên thị trường Trung Quốc, các chỉ số đều tăng mạnh với chỉ số chính Shanghai và CAS 300 đều tăng 1%. Dẫn đầu nhóm tăng điểm là ngành công nghệ cổ phiếu với cổ phiếu của Baidu tăng 4%. Ở nhóm giảm điểm có nhóm ngân hàng và bất động sản. Cổ phiếu của các công ty như China Citic, Poly Real Estate, Haitong Security đều giảm điểm. Vừa rồi là những thông tin thị trường mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Xin quý vị hãy giải lao ít phút và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận cùng khách mời, đó là chuyên viên chứng khoán Võ Thị Xuân Lan.